Có một ước mơ đơn giản của một người phụ nữ, nhưng không phải người phụ nữ nào cũng có thể có được. Vậy ước mơ đó là gì? Câu hỏi đặt ra, khi bước vào hôn nhân thì tỷ lệ ngoại tình cao chiếm tới 75%. Và trong vòng 13 giây thì trên thế giới sẽ có một cặp vợ chồng đòi ly hôn. Bởi vì họ muốn tìm được ước mơ, đó là sự tự do. Phụ nữ thực ra rất đơn giản, bạn có thể cho họ tiền, có thể cho họ vàng, nhưng đừng lấy đi sự tự do của họ. Bởi vì đó không phải là điều họ thực sự mong muốn. Ước mơ của một người phụ nữ thực sự đó là có một người chồng tốt, có một đứa con ngoan, có một gia đình hạnh phúc và có một sự tự do. Có thể thời gian ban đầu người đàn ông có đủ điều kiện để lo cho người phụ nữ đầy đủ về mọi thứ, nhưng bạn sẽ hưởng thụ điều đó trong bao lâu? Điều gì sẽ khiến bạn đảm bảo rằng thực sự hạnh phúc sẽ được duy trì trong khi sự tự do của người phụ nữ đang bị giam cầm? Khái niệm về ước mơ, tự do của phụ nữ có thể hiểu là những mong muốn cơ bản như tiêu tiền mà không nhìn giá, đó là tự do về tài chính. Làm việc mà không cần nhìn đồng hồ, đó là tự do về thời gian. Có tiền để đi du lịch những nơi mà mình mong muốn, đó là tự do quyết định nơi mình sẽ đi. Ăn những món ăn mình thích, mua quà cho ba mẹ, người thân, những món quà đẹp nhất, đó là quyền tự chủ. Tự do là ước mơ vĩ đại nhất của con người nói chung và phụ nữ nói riêng. Khi có được sự tự do thì cuộc sống của họ cũng trở nên ý nghĩa. Họ sẽ luôn mang trong mình trạng thái vui vẻ, hạnh phúc và luôn tiến về phía trước. Có rất nhiều phụ nữ bị giam cầm về tuổi thanh xuân bởi gia đình, công việc và chồng con. Cho nên người phụ nữ sau khi kết hôn thì họ dần trở nên xấu hơn. Có câu, con gái đẹp nhất khi không thuộc về ai. Bởi vì lúc đó họ được tự do nhất. Họ được chọn đồ mà mình thích. Họ được chọn những nơi mà mình đi. Họ được chọn làm những điều họ muốn. Lúc đó tâm trạng của họ sẽ rơi vào trạng thái của sự tự do. Đó là lý do cứ 13 giây thì trên thế giới có một cặp đôi đòi chia tay. Bởi vì một trong những số đó không tìm được sự tự do. Nếu bạn cứ ở nhà và bị lệ thuộc vào đàn ông, thì chồng bạn sẽ có cơ hội nói trước mặt bạn, tôi đang nuôi cô đấy. Đừng tin vào câu về nhà anh nuôi, đó là sự thật bạn phải đối diện. Thì bạn có chấp nhận được cái hoàn cảnh lệ thuộc đó không? Đừng để cuộc sống hôn nhân trở thành mồ chôn của tình yêu. Việc của bố mẹ là sinh chúng ta ra, ban cho chúng ta sự tự do. Việc của phụ nữ là nắm bắt sự tự do đó. Phạm Băng Băng từng nói, tôi sẽ không lấy người nhiều tiền, bởi vì như vậy sẽ rất nhanh đánh mất bản thân mình. Đừng biến bản thân mình trở thành chim trong lồng, không được tự do sau khi kết hôn. Và đừng để mọi thứ chỉ xoay quanh gia đình mà đánh mất đi cuộc sống tươi đẹp ngoài kia. Sống vì người khác quá lâu, bạn sẽ quên mất bản thân mình. Cũng cần được sống, cũng cần được làm việc. Đã tới lúc bạn quyết định cuộc đời của chính mình. Đừng để bản thân mình phải phụ thuộc vào bất kỳ ai. Đừng dựa dẫm và đừng mong chờ ai đó sẽ giúp đỡ mình, vì chính bạn sẽ giúp bản thân bạn làm được điều đó. Khi bạn chinh phục được sự tự do, cũng là lúc mà bạn chinh phục được ước mơ. Người khác làm được thì bạn cũng làm được.